Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cách lắp quạt trần đơn giản và hiệu quả nhất. Có nghĩa là mình tự mua và tự lắp tại nhà, không cần đến thợ đâu. Để xin mời cả nhà cùng theo dõi. Giới thiệu cả nhà, đây là bộ quạt trần mà mình vừa mua ở trên điện máy thành phố. Vẫn đang làm trong cái hộp bìa cắt tông này luôn. Bộ cánh này và kia là động cơ. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để cho cả nhà cùng xem cái hộp động cơ. Đây là bộ động cơ đây cả nhà. Có 3 dây và một cái dây bảo vệ, không may mà bị rơi có cái dây bảo vệ cái động cơ này an toàn cho mọi người. Đây là bộ ba cánh, màu rất là đẹp. Còn đây là ống treo cả nhà, ống treo động cơ. Và có tụ của quạt ạ. Tụ quạt. Cái tụ này nếu mà mình dùng lâu ngày mình có thể phải thay tụ. Quạt mạnh hay không là quan trọng, vẫn là cái tụ rất là nhiều. Còn đây là hộp chiết áp. Hộp số, hộp chiết áp ạ. Số to nhỏ là phụ thuộc vào cái hộp chiết áp này, từ số 1 đến số 5. Như quạt Việt Nam thì số 1 là số mạnh nhất, số 5 là số nhẹ nhất. Đây là loa. Loa nó vừa trang trí vừa là tránh bụi. Loa dưới, loa trên ạ. Đấy, dụng cụ gồm có kéo này, tua vít, bút điện, dây bút điện, kìm và băng dính điện, kéo. Cần treo. Mình sẽ luồn dây qua đó. Giờ mình sẽ luồn dây từ từ động cơ lên. Trước tiên mình dán băng dính ba cái dây này vào để mình luồn cho nó dễ. Trụ ba dây dây điện của động cơ này vào để mình luồn cho nó dễ luồn.
tháo cái chốt này ra, tháo chốt, tháo ốc để mình luồn ống. Trước tiên mình tháo hai cái ốc ra để mình luồn cái hai cái loa trang trí kia vào. Loa trên có thể là để những cái cuộn dây điện bên trên đó thì nó không ai để ý nhìn thấy, rất là đẹp. Loa dưới giờ mình sẽ luồn dây qua ống treo. Kéo hết lên. Mình bắt ốc lại, siết ốc lại. Đặt ống treo vào và siết chặt ốc lại. Đây là cái dây cáp bảo vệ, mình sẽ luồn qua cái khe của ống treo này. Đấy, nó có cái khe đấy ạ. Luồn lên rồi mình vòng sang một vòng nhé. Vòng qua thân ống treo một vòng, mình sẽ bắt cái vít vào. Đây là cái dây cáp bảo vệ an toàn. Nếu không may mà cái động cơ mà nó bị gãy cái chân ống treo kia thì có thể là nó còn có cái điểm để bảo vệ khỏi bị rơi xuống đất, an toàn cho mọi người. Siết chặt nó lại. Mình siết chặt cái tụ IC lại. Nó có con ốc đó. Siết chặt nó lại, nó không lỏng lẻo. Giữ kìm bên con ốc bên kia xong là mình siết chặt lại. Cái quạt trần nó rung lắc rất là lớn cho nên là mình cũng phải vặn thật tốt kể cả những cái đầu dây điện. Bây giờ đấu điện nha cả nhà. Đây đầu dây đỏ của động cơ này và dây đỏ của tụ, mình sẽ đấu chung một điểm. Đấy. Dây đỏ của động cơ nhá. Và dây đỏ của dây của tụ ấy, mình sẽ đấu vào với nhau. Đây nó có 3 cái cầu đấu. Và dây đen của tụ mình sẽ đấu ở một thang. Một dây vàng nữa của động cơ mình cũng đấu theo song song với một cái thang của dây đen tụ. Dây vàng của động cơ và dây đen của tụ đấu chung. Còn cầu thứ ba là dây trắng của động cơ, mình đấu vào cầu thứ ba. Đấu chờ để tí mình sẽ đấu cùng với dây mát ấy, dây mát của nguồn điện cung cấp đến ấy.
Đấy, dây trắng của động cơ mình sẽ đấu vào cầu thứ ba. Dây trắng đó tí sẽ đấu cùng chung với lại dây điện mát của nguồn điện. Bây giờ mình sẽ lắp cánh nhé cả nhà. Tháo tất cả những con ốc được ra. Có 3 cánh cho nên là mỗi cánh nó có 2 con ốc. Ba cánh là 6 ốc. Mình đặt cái đệm, nó có cái đệm của cánh vào đấy ạ. Đệm chống sốc. Ba cái miếng mút. Và mình đặt cánh vào, đặt cân vào. Nhớ để ý không để cánh ngược lại là không được đâu. Là gió bay lên trời. Ba cánh. Mình nghĩ siết đều dần chứ không siết chặt một cánh. Khoảng đều dần. Sau đó mình siết chặt dần. Đấy, có lục lăng vặn thoải mái luôn. Bây giờ mình đấu nguồn điện luôn. Tại vì là quạt này là mình lắp ở ngoài sân cho nên là mình đấu luôn ở dưới được. Chứ nếu mình mắc trong nhà thì mình phải trèo lên thang. Tại vì nguồn điện trên đó thì thợ xây người ta sẽ để sẵn nguồn điện. Nhưng đây là mình lắp bên ngoài cho nên dây mình chạy ngoài cho nên là mình lắp luôn sẵn ở bên dưới cho nên tí nữa mình trèo lên mình đỡ vất vả. Cái nguồn điện là mình cũng để ý luôn, cái cầu lắp lúc vừa ạ. Thì là cái dây nguồn điện, cái dây nguồn để vào quạt ấy. Để vào cái điểm gắn này thì nó có 3 cầu. Thì là cái dây nguồn đỏ, dây màu đỏ ấy, là mình sẽ đi vào màu đỏ. Còn cái dây màu trắng thì mình sẽ đi cùng với màu trắng. Dây nguồn của mình có 2 màu mà. Dây màu đỏ là dây điện dương. Còn dây nguồn màu trắng của mình là dây điện mát, dây điện âm đấy. Thì mình đấu cùng với lại cầu của dây điện màu trắng của động cơ. Vâng, bây giờ mời cả nhà cùng leo thang cùng với lại Hoàng Hà. Đây là điểm mình treo quạt đó. Tại sân luôn. Mình đã làm sẵn một cái móc rất là khỏe khoắn. Cái móc này là thép 12 ly đó. Thép 8 cũng không ổn. Thép 12 là cũng được rồi. Thì mình đã treo quạt lên rồi đấy ạ. Bắt buộc phải có 3 người, một người giữ thang. Đấy, mình dùng luôn bình sơn, mình sơn luôn cái móc để cho nó đỡ xấu. Sơn ở dưới thì phải đợi nó khô cho nên là mình treo đây mình sơn xịt tí thôi. Thì đỡ mất công. Để chờ. Bên cả nhà cùng theo dõi mình khoan để mình lắp khi đáp. Mình để bên ngoài cho nên là mình lắp ráp nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ tháo cái bộ phận chiết áp này ra để xem cái mạch điện của nó.
Đây là cái chiết áp đấy cả nhà. Điện quạt là mạnh hay yếu là ở cái chiết áp này. Từ số 1 cho đến số 5. Đúng là phải nói là từ số 0 cho đến số 5. Số 0 là tắt. Số 1 là số mạnh nhất, xong đó giảm dần đến số 5 là số... Một đầu vào và một đầu ra. Đầu vào là mình sẽ đấu với ổ cắm. Nó ăn theo điện dây dương. Điện nửa pha lửa. Còn đường ra kia nó sẽ chạy lên động cơ. Còn dây mát thì mình chạy thẳng luôn, chứ không qua chiết áp. Bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi mình sẽ khoan để lắp đặt cái bộ chiết áp này lên cái phía tường này. Mình lắp đặt ở bên ngoài cho nên là mình cũng làm nó cũng đơn giản, nó không phức tạp như là điện ngầm ở trong nhà. Điện ổ âm ở trong nhà nó phức tạp hơn. Ở ngoài mình phải chạy dây ngoài ạ. Mình gắn cái hai con lở vào đây ạ. Sau đó mình vít chặt cái ổ chiết áp vào đây. Đây, ổ chiết áp đây ạ. Mình sẽ gắn chặt vào đây. Có hai cái vít. Máy bắn vít nhanh. Vít thứ hai. Vậy là mình đã vít chặt cái ổ chiết áp vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ đấu điện. Đây mình đã đấu sẵn cái phích cắm rồi. Dây mát mình cứ đấu thẳng luôn từ phích cắm lên thẳng động cơ luôn. Còn dây lửa là mình đấu qua cái chiết áp này. Từ dây của ổ cắm mình sẽ đấu vào một dây của chiết áp. Dây lửa đó. Dây lửa từ ổ cắm mình đấu vào một đầu dây của chiết áp. Còn một đầu dây ra của chiết áp mình đấu lên đầu dây của động cơ. Bây giờ tạm thời mình cắm thử để cho cả nhà xem lại. Thử mà nó ổn thì mình bắt đầu mới dán lại, dán băng dính lại. Cho về không đã. Cho cả nhà xem thử luôn. Đấy, quạt đã chạy rồi nhá. Chạy tít mù rồi. Mình thử ra xem có mát không hay là nó bị ngược chiều. Ôi quá mát đấy cả nhà. Chuẩn luôn đó. Đây là khuôn viên sân nhà mình. Rút cái ổ cắm ra. Và mình dán lại, dán băng dính lại.
những cái đầu dây này, dán thật chắc chắn và an toàn. À, sau đó mình đậy lại cái lắp chiếc áp, vít có hai con vít bắt lại. Vậy là mình đã đấu xong nhé cả nhà, đấu xong cái chiếc áp. Mình dùng quạt ở ngoài sân cho nên là mình không đấu âm tường, cho nên là mình đấu một cái phích cắm riêng ngoài cho an toàn. Lúc nào đi đâu mình có thể rút ra, hoặc là trời mưa gió mình rút hẳn ra an toàn. Đây mình cứ cắm lại cho cả nhà xem. Đấy. Xong mình bật số đây. Số 1 đây ạ. Quạt mình đây nhá. Đấy, quay luôn ạ. Tít chưa? Lắp ngoài sân thì nó cũng như lắp trong nhà thôi, chỉ khác cái là trong nhà thì mình tháo cái ổ âm tường ra, mình đấu điện trực tiếp sang. Lắp ngoài sân thì mình chơi hẳn một cái phích cắm như này cũng được, hoặc trong nhà, hoặc nhiều nhà họ cũng dùng cái phích cắm như này cho nó an toàn. Ví dụ mình muốn vệ sinh quạt thì mình chỉ cần rút phát ra, thì mình không cần phải tắt automat, không phải cắt cầu dao. Cả nhà xem số 2 này. Đó. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Số 0 này. Vậy là đã xong ạ. Ôi, đang quay rồi ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hoàng Hà. Nhớ chia sẻ video cho Hoàng Hà nhé.